Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay Quang Phạm lại đến thăm nhà ngoại gần 100 tuổi và thăm tình hình sức khỏe của Diệu Hiền nha. Được sự ủng hộ của anh Chí Văn Miễn ở Mỹ, ủng hộ 200 USD nha, là 4 triệu 6. Thì 2 triệu sẽ cho Thím Út, 1 triệu thì cho Cà Lý, 1 triệu thì cho Nhi. Rồi còn 600 ngàn thì cho Diệu Hiền nha. Tổng cộng là 4 triệu 6. Còn được sự ủng hộ của chị Nhung ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đó, ủng hộ 1 triệu cho em Cường nha. Thì mời quý cô chú anh chị và các bạn hãy theo chân Quang Phạm để Quang trao tiền cho mấy đứa cháu của ngoại gần 100 tuổi và thăm Diệu Hiền nha. Rồi mời quý cô chú anh chị và các bạn hãy theo chân Quang Phạm nha. Có lại ông chú nữa đó. À, đi hai đứa đi đâu? Hả? Ôi ơi kìa. Rồi, rồi ôm giò chú cứ ngắt là sao chú đi đi đây? Hả? Chú là con đây. Là hai đứa nó ôm Quang cứ ngắt nè. Rồi buông giò chú ra coi, ăn chú đi coi. Dẫn em vô đi Quỳnh. Dẫn em vô coi. Ừ, dẫn em vô coi. Ừ. Rồi đi vô coi. Đi vô ông tiếp nè. Ừ. Đi vô coi. Đi vô. Dành chú sao vậy? Đi. Vô thêm Diệu Hiền chút à. Sao rồi? Ủa không lạnh hay gì mà ở trần Diệu Hiền? Nực cái mẹ không? Rồi nực hả? Nhà rồi Diệu Hiền mình mẩy sưng hết trơn rồi nè, cái giò sưng không sưng hơn hôm qua nữa nè Diệu Hiền. Sưng hơn qua nữa. Trời ơi nó sưng hơn hôm qua nữa. Út cái áo luôn. Rồi sẵn đến đây anh gửi cho Diệu Hiền một ít tiền ha. Dạ. Đây anh gửi cho em là 600 ngàn nha. 600 của anh Chí Quang Nguyễn. Ở Mỹ á, ủng hộ là 200 USD thì là 4 triệu 6 thì chia cho em là 600 nha. Dạ. Ừ. Gửi cho em là 600. Cảm ơn chị Ách ơi. Cảm ơn anh Chí Văn Nguyễn ở Mỹ. Cảm ơn anh Chí Văn Nguyễn ở Mỹ. Cái dương nhất. Này sao nó sưng quá trời rồi. Hút thuốc nam hả? Ừ. Nay cái giò nó sưng hơn hôm qua là rất là nhiều luôn kìa. Đây phần quà của Lý. Lý là 1 triệu ha. Của anh Chí Quang Miễn ở Mỹ. Em cảm ơn anh Chí Quang Miễn ở Mỹ nha. Đây là tới phần quà của Nhi nè. Nhi là 1 triệu. 1 triệu của anh Chí Quang Miễn. Dạ em cảm ơn anh Chí Quang Miễn nha. Rồi. Cảm ơn chú Nguyễn. À, giỏi quá ta. Cảm ơn chú Nguyễn ơi. Cảm ơn chú Nguyễn. Ừ. Tới anh Cường nè. Quà của anh Cường. Này là của chị Hồng Nhung ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, gửi tặng em 1 triệu ha. Cảm ơn chị Hồng Nhung nhiều ha. Rồi, giúp đỡ gia đình. Rồi Thím Út đâu Nhi? Mẹ em mới đi công chuyện rồi, chưa về anh. Mới đi công chuyện ha. Ở đây anh sẵn đây anh gửi 2 triệu của Thím Út nghe. Của anh Chí Văn Miễn ở Mỹ á, ủng hộ cho mẹ nha. Em thay mặt mẹ cảm ơn anh Chí Nguyễn nha. Rồi rồi. Đó mẹ anh về em đưa rồi em nói lại cho mẹ. Rồi rồi. Rồi em cũng thay mặt cho gia đình bên ngoại là cảm ơn anh Chí Văn Miễn rất là nhiều. Chúc anh chị là dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài. Rồi em cũng cảm ơn chị Hồng Nhung ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ cho gia đình ngoại 1 triệu.
Thì Quang cũng cảm ơn chị Hồng Nhung rất là nhiều, chúc chị là và gia đình dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài. Đây nè quý cô chú anh chị thấy không, Diệu Hiền bây giờ nó mình mẩy nó sưng hết trơn luôn, mà sưng hơn hôm qua luôn á, sưng hơn lúc về rất là nhiều luôn. Sưng có đau không Diệu Hiền? Cũng đau. Hơi đau hả? Đau đau ha, mấy cái giò sưng mất hết trơn rồi. Mất trơn. Trời ơi, sưng mất hết trơn luôn nè. Lấy sữa Diệu Hiền uống hết trơn luôn rồi. Để nó uống đi. Rồi đi uống không còn. Uống đi, hồi đó lên chạy ngoài mua lốc khác về trả. Trẻ con quá kìa. Diệu Hiền thích uống gì thì nữa kêu mấy đứa em nó mua. Sáng giờ ăn cơm gì được không Diệu Hiền? Cũng cơm được. Cơm được ha. Nào đói là ăn uống gì nói ừ. Đói thì được còn kêu hẹn gì hay là mua gì đó. Hẹn gì thì kêu mấy đứa nó mua cho. Cái này ngoại tính đi đốt nhang nữa nè. Mà ngoại có rất tràn. Nữa ngoại chết nữa sao? Ngoại mất rồi con. Và cắt rất tràn nữa là ông ngoại chết. Con đốt nhang cho ngoại đi, hết là nhang gần tàn rồi kìa. Nhang đi bàn thờ nha. Ôi rồi dỗ chứ ta. Nhớ chú Út hả bà ngoại? Ừ. Nhớ chú Út nha, đốt nhang hoài luôn. Ủa nhớ là ông nhớ chú Út mà. Ừ. Ông nhớ ông ngoại với cái chú này nữa. Ừ. Con lại giữa. Ừ. Ông là sao? Dỗ chứ ta biết. Biết xá ông ngoại. Con uống đi, con uống đi. Ừ, đưa chị con uống đi. Phải làm quen nha. Ừ. Rồi, dỗ với ta biết ấy nhang cho em đốt luôn. Giờ ăn cơm giúp chúng con về. Xích ra. Ừ, xích ra ngoài chút. Ừ rồi, sắp hai tay coi. Ừ. Ôi ơi, sân tùm luôn. Trời ơi, trời ơi, uống gì vậy trời. Tại mình hết trơn luôn rồi. Ai làm cái này vậy trời?
Dính xe mình chưa. Ướt nhẹp mình mấy rồi. Sao con bóp vậy để cho ướt mình em chơi rồi kìa. Nó có rắn không? Gì? Có. Có rắn nằm trong bẹt có giờ đâu. Ủa mà chú không đốt đèn hả chú? À. Chút xíu chú đốt nha. Ủa chú không quay phim hả? Ừ, chú đang quay phim nè. Hôm bữa hả? Hôm bữa con hát bài gì? Con ơi, cô đừng để lá chồng cho ai dành cô đơn. Cô đơn. Cô đơn gì chị trời? Cô đơn hay cho ai đây cô? Em đang nở vào phai. Cô nghe đừng để nó khai bờ biển đâu. Nhảy kìa. Sáng giờ có hút thuốc không? Đừng hút thuốc đâu nghe chị Hiền. Hút được. Đừng hút nữa cho nó mau hết nha. Thèm gì ăn gì muốn gì thì kêu Nhi nó mua nha. Nhưng thấy chị Hiền nhìn giống giống như chú quá, không biết cái bụng bắt đầu bự lên rồi nè. Bụng bự lên đó Cường. Hôm qua bự lên cái chân, hôm qua nó bự hơn qua nữa rồi kìa Cường. Tay chân sưng húp luôn. Mặt của nó sưng hồi qua. Gắn vậy nó sưng phù. Nhưng mà hai cái mép bên trên thì nó ốm vô mà nó sưng sưng chân, sưng tay chân. Phù luôn hết trơn rồi nè. Ai điện? Cái thằng đó. Cái tay Dự Hiền đâu, đưa coi đi. Hai mấy cái tay sưng húp lên trơn rồi nè. Bộ lạnh hay gì mà run Dự Hiền? Lạnh thì ra ngoài ngoài nắng ngồi đi cho nó ấm. Không có lạnh. Không lạnh hả? Rồi gấp rồi, đừng gấp chúng đường hậu ngoài. Xe trường có tái chết giờ. Còn mày nó bước cái đất. Nó bị sốt. Nó bị sốt hả? Bà ngoại kia là mua hết cho. Cho ốc của con. Ừ. Mai mốt, ai mốt bà ngoại mua cho. Bà cắt mua cho. Cho cậu con uống. Ừ. Bà ngoại bảo vậy. Thôi là hát một bài cho chú nghe nha. Rồi hát. Không, hát bài cho chú nghe đi. Hát bài gì? Hát bài nào đây? Bài nào? Cô đơn. Ừ, cô đơn ha. Để con hát cho chú nghe nè. Ừ. Cô đơn thì có ai nghe cô nghe. Con nào vào phai. Cô nghe được ta đứt phai vừa bị đau. Cô nghe được phai đi. Đừng có cho nó dùng nhất đầu nè. Đừng có cho em đã em nên đến cho người ta. Bà hết rồi. Hết rồi hả? Lẹ chứ hả? Bà hát gì mà lẹ chứ hả? Ôi ơi, nhăn cái gai không có găng nữa chứ nè. Đang bị sâu. Ừ, găng đang bị sâu ăn ha. Nhà của ngoại gần trăm tuổi thì đã dọn dẹp sạch sẽ nha quý cô chú anh chị, thấy không? Bằng cỏ hết trơn rồi nha. Nên là cũng thấy cũng tương đối là ổn rồi nha. Đó, cỏ đồ đã mần sạch hết rồi. Nè, thấy không? À, gác ghế thì cũng đã dọn dẹp hết khoảng 90% rồi nha. Sáng ăn gì Dự Hiền? Ăn cơm với thịt. Ăn cơm với thịt ha, ăn được không? Không. Chết. Dự Hiền thèm gì Dự Hiền? Em làm cháo trắng với tép bù khô. Cháo trắng với tép bù khô ha. Chiều kêu mà thím Út nấu nha.
chiều kêu thím Út nấu cho ăn. Tép khô khô là mấy thằng em rể nè nó đi bắt.